Ok, hôm nay mình lên chủ nhật, tại mai mình không đi làm, mai lễ Columbus, mai lễ với ngày Kim, chị Kim có special sale gì? Nhiều người mới phát hiện ra là Ồ. ngày mai, ngày mai là ngày lễ, nhưng mình chơi cái ngày Ơi. lễ đi. Ngày mai là cái ngày biết không, Thằng nhóc nó ông còn được nghỉ. Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ đó, tại em được nghỉ làm mà, bởi vậy mình quay đi đó, bởi hôm nay mình nhậu nhẹt người đó Chuẩn bị đó. nhậu trước khi Đúng rồi, nhậu. đây đây chỉ có xỉn với say thôi đó, một hai bốn chai đó, mấy con dê Mấy cẩn thận cẩn thận. đóng mồi Cẩn ha, thận không có ruồi đóng nữa vậy. mồi đó. Mình ở trên Kim Lê Garden là thoải mái ăn chơi, mua sắm shopping phải không, cái gì cũng phải có một cái không khí mà thư giãn cho mọi người phải không, đừng có cảm thấy quá là bị stressful, À, cái không đi khí đi shopping cây mà cũng giống như là mình đi tới nhà vậy đúng đó, rồi đúng nó thoải rồi. mái. Muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống thôi, chị hỏi thôi, cái tủ lạnh thì để phía trước đó. Rồi, Nước đồ kem nước rồi đồ. sẵn cho người lớn trẻ con đều có nha. Ok, thì ngày lễ mình cũng có một số cái gọi là siêu rẻ để ủng cổ vũ tinh thần cho người lễ. Ủa chị mấy cây gì vậy? Cây bự quá vậy, gốc bự quá Hả, cây này là cây châm á, vậy? À, cây cây gì gốc này. đên đên hát nè mọi người, cây đên hát nè, cây cây châm Việt Nam nè, À hả, cây châm mà thầy ăn tím lưỡi á mọi người. Ui nha. bự quá, 15 ga lông nè. À, Wow. 15 ga lông thì chị sẽ bán là một một cây á, là 30 đồng, nếu mà những cái gốc mà siêu bự như vậy á thì 40 50 đồng này cái gốc này Có cái con luôn kìa. nó. Thì mấy cái cây này á, thật sự ra nếu mà mua giá đúng của nó là khoảng 150, cái này là sale là tới bao nhiêu, sáu Sale bảy mươi phần trăm mấy luôn chục phần trăm á. đầu á, coi như tám mươi phần Cái trăm này đó, là đúng chính xác sale này. 80% gốc thôi nha. Chứ không phải là ấy. Thì ví dụ như Cái những này người cái ta làm hàng rào được không chị Kim, không phải cây à, nào cây này á là giá mà mình bán cây ăn trái mà mình bán thành cái giá cây hàng rào luôn. Ví dụ như cô chú anh chị nào mà có những cái miếng đất lớn á, mà muốn trồng để giữ đất á, thì mình trồng mấy cái cây này nó không có phải dễ thắt khe, nó không có cần mà phải nước nhiều, hay là nó chịu hạn được, nó chịu lạnh được. Hoặc là mình có thể mình trồng trước nhà để mà làm cái cây bóng mát. Cái cây này chị không có khuyến khích ai mà không có đất thì trồng cái cây này. Tại có vì ai cây đất này nó yếu hả? lớn lắm. Và cây này nó lớn lắm nên là nếu mà mình không có đất mà mình muốn trồng trong chậu thì không nên mua. Nhưng mà nếu mà mình muốn trồng một cái cây nào đó nó nhanh lớn để nó có bóng mát, với lại là nó giữ đất cho mình, nhiều khi mình có một cái miếng đất lớn mà mình không có ở tới á, mình thay vì mình phải xây tường rào thì nó tốn tiền, thì trồng mấy cái cây này giống như là để một cái hàng rào cho mình, thì tới mùa mình lên mình thu hoạch trái thôi. Giờ Đấy. mình mua 4 cây là mình trồng làm được cái hàng rào bự của Và mình rồi. trồng 4 gốc là giữ được cái đất của mình rồi. Thì bán cái này là hàng dọn vườn. Vườn không phải là vườn của mình để dọn đâu, mình nói dọn vườn ở đây á, tức là vườn của những người bạn của mình cần bán, cần đẩy hàng đi thì mình bán cái giá này. Chứ cái câu dọn vườn á, nhiều người nói ồ sao thấy dọn vườn hoài. Ok, nếu như cốc đi, chị lần trước chị bán cốc chị cũng nói là dọn vườn, là tại vì cái giá quá rẻ và cái người đó cần đẩy hàng đi, cần dọn vườn chứ không phải là vườn của Chị nói chị. rồi, em mới nói vườn vườn cái em muốn dọn dọn, em muốn bưng ra em cho mất mớ gì, À, có cái đồ nhiều của mình người muốn làm gì mình làm chứ. ghen ăn tức ở nói ờ nó xạo đó, sao nó nói nó dọn vườn hoài. Thì ok, ví dụ như cái mà cái cây như vậy á Giờ em mà hỏi mình nè chị nè, em dọn vườn mà em bán giá mắc của chú có mua đúng không có không? 100% không mua. Khi nào mà mình nói dọn vườn mà mình bán mắc á thì nói là mình nói xạo. Dọn vườn mà cái giá mà một cái cây châm mà trồng có cỡ 5 7 năm mà bán có 30 40 đồng, Giờ thích là bài ra dọn tiếp là có yeah, 60 đến đó 81 đồng dọn hoài luôn, luôn. dọn hoài luôn. Đó, chỉ như cây bự vậy nè, Giờ bốn chục đồng. mình nói đi, mình dọn xong mình soạn ra mình dọn nữa, mình soạn Yeah, ra mình tại dọn nữa. mình nhiều chuyện mà Thích mình thích. mà. Ok, ví dụ như cây mà trong chậu 5 ga lông, cây như vậy mình bán 20 đồng thôi, ai tới sớm thì sẽ lấy nha. Đó, thì mình về trồng vừa làm bóng mát mà vừa có trái để ăn, tại nó xuống đất, nó ăn xuống đất rồi chị giật nó lên á. Đó, nó Cây mới đó hơi mắc bị không? cháy nhưng mà nó không có chết nha. Nha, 20, cây này có 20 thôi à. 20. Ai nhanh chân thì tới thì lấy được, mình bán là super sale luôn. Tuần qua chị Kim em cũng lùm xùm nhiều vụ chứ nghe không? Nhiều nhiều fan rồi khán giả hỏi em đó. Thôi Châu em đi quay đồ ăn đi, đi quay nhà hàng đi, em giống hết thời rồi, người ta chơi em tới sắc dáng vậy rồi, rồi giờ em xong phim luôn rồi. Ồ. Ok, có một cái vậy nè Châu. Cái nếu như ngay từ bắt
ngay từ đầu á, nó đã là sai rồi, thì dù có nói cỡ nào nó cũng là sai. Ok, dù có đủ thứ lý do, đủ thứ cái gì đi chăng nữa thì cũng là sai. Còn ngay từ đầu em đã đúng, ok, thì á, cái kết quả của em mới là đúng. Đúng rồi. Cái lời nói cuối cùng khi mà em đã nói lên là em một người đàn ông mà em chịu xin lỗi nếu như em thấy em sai. Đúng. Mà không có cái đáp án thì em hiểu rồi. Bây giờ ai cũng lớn, ok, ai cũng hiểu được hết. Còn khi mà người ta không thích mình, người ta có thể tìm đủ mọi cái lý do để người ta nói cho cái sự mà giống như là người ta bôi nhọ, người ta nói xấu mình, đó là cái miệng của người ta. Em thấy nhiều cô chú cũng khuyên là ok, nói gì thì nói, cái đó là cái miệng người ta muốn nói gì nói. Tức là những người đó đã nhận ra được ai đúng ai sai. Tại vì khi mà một cái câu chuyện nào đó mà để dẫn đến tranh luận á, ví dụ như chị với em cãi lộn đi. Yeah. Em thấy cái lý của em đúng, em mới cãi với chị. Đúng rồi. Mà chị cũng thấy cái lý của chị đúng, chị mới cãi với em. Đúng không? Mỗi người có một cái lý của mình, mỗi người có một sự nhìn nhận. Nhưng là ai cũng, tức là sự việc gì nó cũng có hai mặt. Hiểu không? Nhưng mà đôi khi có những cái vậy nè, người ta nói lý do nó to hơn cái mục đích. Có thể người ta sẽ đưa ra những cái lý do để cố tình hạ nhục em, để cố tình bêu xấu em, để che đậy cái mục đích của họ. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của người ta. Cái chuyện của mình là mình ngay từ đầu cái mình làm là đúng. Thì tới sau cùng nó vẫn là đúng. Bởi lúc nào chị cũng nói một cái câu với em là ok, người hại không sợ, trời hại nó mới sợ. Đúng rồi. Đó. Thì em cũng nói thẳng thì cũng dễ lắm chị. Chị muốn chứng minh em sai dễ lắm. Chị đưa bằng chứng ra thì em thấy em sai, em xin lỗi. Xin lỗi người đó, xin lỗi cô chú anh chị thôi. Bằng chứng đi. Giờ chứ mình không nói bằng cái miệng, không có ai nói nhiều. Miệng em có nói nên nhiều đó, nói nữa cũng không có được. Tại vì khi mà chị biết là em không có lại. No, em không có thời gian để tìm đủ đạo cụ để diễn. Dạ, với lại á, cái cách nói của một người đàn ông nó khác cách nói của người phụ nữ. Okay. Người phụ nữ người ta sâu xa, còn người đàn ông nông cạn đó, nói là ok bực mình chứ. Giờ xong tự nhiên chửi tục lên cái xong. Mà ok, cái mà cái cách nói của người phụ nữ sâu xa mình nghe ấy, nhưng mà thật sự ra nó quá thâm. Nhưng mà quan trọng khi okay, người ta nói là suy từ bụng ta ra bụng mình thôi. Nói chung là đừng có bận tâm nữa. Nó xong rồi. Thương ai thương theo mình ủng hộ, còn ai ghét thì ghét vậy thôi. Giờ em cũng bó tay bà hai rồi, giờ em thì đó thì mình thứ nhất là mình nhận thua, thứ hai mình nhận lỗi nếu như có bằng chứng là mình lỗi. Vậy thôi. Ví dụ chuyện của chị trên Facebook cũng phánh nì nữa hả? Tự nhiên nên không phải là mượn tiền, vì người ta mượn tiền. Chị sẽ để lên cho mọi người coi. Ok, tại vì nhiều khi á, người ta cứ nói chị với em là hai cái người này cứ thế này thế kia, nhưng mà thật sự ra nếu không ai đụng tới mình thì mình chẳng đụng tới ai. Đúng rồi. Em phải coi lại ngay từ đầu. Ok, mình không phải là người bắt đầu. Mình không bao giờ là người bắt đầu. Mình không bao giờ là người bắt đầu. Mình chỉ làm cái công chuyện của mình. Ví dụ như ok, chị bán cây châm đâu có ai nói đấy, bán cây châm đâu, đúng không? Nhưng mà bây giờ chị bán cây châm mà chị cũng khuyên khách là ok, cái cây châm này nếu mà không có đất thì không trồng. Chị là ok, chị bán cái gì chị nói cái đó. Chị coi chừng bị chửi đó. Tại chị bán cây châm 30, người ta bán cây châm 150, nó chửi chị nát luôn, giống như nó chửi em vậy đó. Mà mặc dù nó là đồ của chị bán trên cái kênh cái chuyện nhà của chị ăn chửi nè. Ok, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng á, khi mà mình bán hàng, mình quan trọng khách hàng của mình. Chị bán hàng, chị không quan trọng em bán gì. Chị cũng không quan trọng em ghét chị hay không. Tại em ghét chị, em đâu có cho chị ăn đâu. Đúng rồi, những khách tình tưởng người ta mua thôi. Khách người ta thương mình, người ta thích mình. Không, nó ghét mình á, mấy cái đứa bán mắt á, nó hùa nhau, nó chửi bày đàn. Trời thì ơi. Thấy hùa không, thấy không? Dạ, cái thằng cây quýt cũng bay vô chửi nữa, thằng bán cây quýt. Chị bán cây quýt có 180 đồng, nó bán cây quýt 1000 mấy, nó bay vô nó chửi em quá trời quá. Nó chửi luôn chị luôn á. Chửi luôn chị luôn. Rồi. Mày bán mắt thì mày bán mắt, tao nói mày bán mắt thôi. Rồi tao nói luôn. Ok, yeah. Tao bán cái cây nhãn mà tao nói cái cây nhãn tím này nó không có trái. Ở kali nói chung là trồng không có hiệu quả và khó trồng, thì tao nói tao bán cây nhãn, tao nói cây nhãn của tao thôi chứ nó đâu có dính dáng thì tới cây nhãn của người khác, tao đâu có lên tên lên đâu, rồi nó cũng vô nó nói nữa. Nó ok, chút nữa chị chụp chị gửi cho em coi, em ke chèn lên đó. Rồi nói chung là nhiều cái lắm mà. Thật
cái nhãn tím tự nhiên vô nói làm em bị ảnh hưởng luôn. Em nói em, người ta hỏi em, ủa em có cái cây màu họa có scandal cái nhãn tím đó. Yeah. Em có đụng cái nhãn tại tím biết sao đâu. Không cái biết... nhãn tím là chuyện của chị mà biết yeah. Sao không, tại vì á người ta nói làm sao ta có cái câu gì chị nhớ cái nhãn xuồng tím, nhãn long tím không, cách đây 2 năm trước người ta bán đầy, bán 2-3 loại luôn chứ đâu phải là nhãn xuồng tím chưa bao giờ có ở Mỹ đâu, cái đó là hoàn toàn sai. Yeah. Chỉ có là tại vì biết sao khi mà chị trải nghiệm rồi chị thấy nó không có hiệu quả thì chị nói thôi chứ chị đâu có nói với ai đâu. Đúng rồi. Và tự nhiên là nhận vô mình rồi tự nhiên nói ok đó. Với lại á bình thường á nếu mình giải thích cho cái quan điểm của mình thôi, em không thấy drama chút nào hết á, thì mình chỉ giải thích thôi. Dạ. Yeah. Tại vì biết sao không, nếu như không có chuyện á thì nó cũng không ai nói đâu. Đúng nhưng rồi. Mà khi mà thấy em bị tấn công á, yeah. Thấy hùa vô. Hùa cái vô. Kiểu mà kiểu bày đàn á. Kêu bày đàn kêu bày đàn á chơi vậy ai chơi lại chị Nam là chơi hùa đó. Đó, nói nhiều quá đó, đó. Thì ok hôm nay chị giờ là em nói là em rất là thấy ghét, đừng có chơi chó hùa, đứa nào mà thích á giáp mặt em nói chuyện thẳng với em chứ đừng có nói... chị cũng vậy, cái tính chị là okay. Cái bụi rậm này nè phan ra cho em rồi ném về cục đá đâu biết là ai hạ lắm á. Yeah. Mấy bạn mình á là ok, tính mình á là không thích mình nói thẳng. Đúng rồi. Ai nói xấu mình là mình lôi thẳng tên thẳng họ lên, mình lên mình để lên nó muốn nói gì nói thẳng mặt chứ mình không có thích ấy. Bởi vì cái miệng của mình đó ok, nó nói cái câu gì? Mà hai người này làm từ thiện nhiều á mà mâm nào cũng mới thấy mấy miệng mấy người đó thật sự ra. Bởi biết tại sao chị làm từ thiện không? Chị nói thẳng luôn. Đó giờ chị nói em ơi, tại cái mỏ tao nó hổn. Tao biết là tao hổn để tao làm từ thiện để tao kéo cái tâm người ta xuống cái giống như là cái những người ấy của tao xuống thôi. Tức là mình biết là có những người ta nói là khẩu Phật tâm xà, còn nhiều người ta nói là khẩu xà tâm Phật. Thì chú anh chị suy luận ra ai là khẩu Phật tâm xà, ai là khẩu xà tâm Phật. Thì đó thì nhưng mà cái quan trọng là mình là người mình biết mình như thế nào. Giống như em biết á, nếu như á mà lôi ra được cái em xài thì em sẵn sàng em nhẹ nhận xài. Cái đó mới là quan trọng. Con người mà biết để biết mình sai để xin lỗi á khó lắm, khó ai mà hại được cái tôi của mình xuống. Dạ. Yeah. Đúng rồi, bỏ cho đi. Thôi được rồi, chị đừng có nhậu. Chưa nhậu. Chưa bắt đầu. Ok, bây giờ mình tâm sự chút xíu, mình mở màn. Giờ bây giờ mình vô mình bán cây nè. Bán cây chị tâm sự nhiều quá. Ok. Cái này á là màu hồng sắc chân. Mấy cái size này á là 150, 160 một cây. 160 à. 15 gallon. Cái giá này là giá cuối cùng rồi, giá cuối cùng mình không có sale 50-70% cái mận này. Cái giá này đó giờ là nó như vậy thì mình chỉ bán như vậy thôi. Mà mận cái cây này á, thì mình có thể mình sang chậu để sang năm nó có trái cho mình. Tại nếu cái này nó đã có trái rồi. Giá nguyên thủy nó 300, chị Kim sale 50% up là... Không, chưa bao giờ chị bán 300 nên chị không cần nói vậy. Ok, Ruby Thái trong chậu 15 gallon 230. Sum xê 5 cây cũng hết rồi, còn 2 cây ha. Còn 2 cây thôi. Thì Ruby Thái thì như bao nhiêu lần video trước chị đều nói nó là cái cây dễ trồng. Ok, nó giá nó cao là tại vì cái giống hiếm, nhưng mà mấy lần trước chị đều khuyên cô chú anh chị là đợi đi, khi nào nó rẻ nó xuống lại đúng cái giá trị thực của nó thì mua. Thì bây giờ nó là 220. Nếu đúng do nếu mà đúng á cái giá trị thực của cái thằng này nó cũng vẫn là đang cao. Yeah. Bán thì bán mà nói thì cứ nói, giờ tính mình là như vậy. Không, đó thì có thể đợi nữa nó sẽ xuống. Cây này sang năm á mình nghĩ nó sẽ chỉ còn có khoảng 150 là mới đúng cái giá. Có nhiều cô chú hỏi em cây là chừng nào rẻ để mua, tại sao mà cứ sale hoài mỗi tuần gì nào. Ô chị, ô cô chú, anh chị hỏi cái vườn cây bán nó chừng nào rẻ để mua chứ em không phải là người bán cái cây đó hỏi em yeah. Đâu biết thì đâu. Đây nè, bây giờ chị bán 230 nhưng mà chị nói nếu mà nó xuống tới 150 là mới đúng cái giá trị thật của nó. Đấy, thì chị bán thì vẫn bán. Cây bự vậy hả? Đúng. Tại vì sao không? Cái thằng này á. 150 chị bán không? Không, chị đang bán tháng 10. Chị nói 150 là nó sẽ là sang năm. Đoán giá của nó có thể xuống 150. Xuống nữa tại chị biết sao. Chị lấy cao hơn 150 thì chị không bán 150. Cây này á làm bữa hôm mua 250, hôm nay bán 230. Là chị lỗ luôn. Lỗ luôn tại vì chị biết nó sẽ xuống. Tại biết tại sao không? Chị phân tích cái này ra cho coi này, tại nhiều người ghét thì ghét mà vẫn nói này. Cái Ruby Thái á nó dễ trồng. Tức là cái giống của nó sẽ nhân rộng ra nhiều. Yeah, lớn ok, nó lớn nhanh. Thứ hai nữa, nó bị một cái ưu điểm, có nhược điểm là cái trái nó nhỏ. Yeah.
Và thứ ba nữa là không phải nơi nào trồng cũng có trái. Chị nói thẳng luôn. Bán thì bán, mà nói thì nói. Còn ai ôm hàng nhiều á, rồi ghét dáng chịu, mình không làm được. Tại vì mình chỉ nói theo cái tâm của mình thôi. Và okay. Nói bản chất của cái cây nó vậy thôi. Dạ, để cho mọi người á, để cho mọi người trồng xác định là ok, mình có nên trồng cái này hay không. Tại biết sao không? Cái này chỉ hợp với Cali. Và nhất là cái khu vực Orange County. Nhưng nếu mà trên San Jose hay là tiểu bang lạnh, trồng khó có trái lắm. Cái này là tại vì khách, mình lấy cái ý kiến phản hồi của khách, cái kinh nghiệm của người khác, mình truyền lại cho những người chưa chơi. Cái này nó cũng giống, ok, mình làm từ thiện á, mình có tiền chút xíu, mình chưa nhích ra 1-2 đồng để mình cho mấy cái người ở Việt Nam, người ta không có ấy. Đó là một cách làm từ thiện. Nhưng khi mà mình nói ra những cái gì đó mà để cho người mua hay khách hàng hay là cái fan người ta không mua của mình, người ta coi YouTube thôi, người ta có thể giống như là đỡ mất tiền vô một cái gì đó, cũng là một cách từ thiện. Ok, đó là cái cách làm của chị. Còn ai ghét chị chịu thôi, tại vì chị không có quan trọng. Chị giúp được 10 người, chị giúp được 10 người không có tốn tiền, nhưng mà một người không có thu được tiền vẫn là vui rồi, tại mình giúp được cái số nhiều hơn là cái số mình không giúp được. Đó. Mình nói sự thật thôi. Đó, nên là ok, cái Ruby Thái nó là như vậy. Nó lớn quá nhanh thì mình nói vậy thôi. Dạ, mình bán cái gì thì mình phân tích cái đó cho mọi người. Ví dụ như ổi Đài Loan trắng nè. Ngon. Nhà chú Quý quay, chú Quý chỉ cần mua một cái cây nhỏ Ruby Thái thôi, chú trồng một năm mấy chị chỗ nó lớn như ba má nhà không khủng, luôn á. Khủng khiếp, nó lớn sợ luôn á, cái Ruby Thái á. Đó, ví dụ như Đài Loan trắng nè, ngon. Nhưng mà cô chú anh chị phải trồng lâu nó mới có trái. Mình trồng cái này mình phải xác định nha. Nó ra bông quanh năm luôn. Nhưng mà để mà đậu trái được khó lắm. Tùy giống nữa, chị giống nữa chị. Dạ, yeah, dù là mình có mình cái loại sưu tầm mà thôi, mà không có nói sưu tầm đâu, chị đâu phải chơi sưu tầm đâu. Dạ, yeah, chị là chơi anh chắc mặt bền. Đó, ok, tuần này chị sale mấy cái cây cái này á là mãng cầu thì nó có Epichu. Cái này có Mr. Dũng tặng lên rồi hả? Đó, thay chậu rồi đấy. Đại ca Dũng tặng, chị trồng mau lên quá ha. Ừ, hôm nay nhìn thấy đẹp gái chưa? Đẹp trai đẹp gái rồi, còn mấy cái cây của em tặng Dục luôn hả? Đang đằng trước á. Trời ơi, đồ tặng mà sao Dục được. Phải để làm kỷ niệm. Đẹp trai đẹp gái rồi. Bên Miêu Kiện, bên Si Hinh Nút mà chị cũng giống hết nha. Dạ. Yeah. Đó, chị vô về năm sau có trái ăn nè. Đó, thì mấy cái này á là chị bán 50 đồng, tuần này chị sale. Nó có cho thấy đỏ, cho thấy xanh. Cái này là mặn gì hả chị? Black King Kong. Bao nhiêu cây gì hả chị? Cái này chị chiết ra thì chị hả? Chưa có bán, tại vì nó cũng chưa có khỏe lắm. Dạ. Yeah. Nó mà cái Black King Kong này thì nó dễ đậu trái, nhưng mà nó không có ngọt lắm đâu. Dạ. Yeah. Thì ai thích thì cũng bán thôi, bán rẻ, không có phải bán mắc giống như mấy cái kia. Tại vì cái hàng này chị có nhiều lắm. À, có thể là ngày mai chị sẽ đi cắt về mấy cái này, tại mấy hôm nay hổm giờ nói xuống cắt. Nếu mà chị bán nhánh á, chị bán rẻ lắm. Dạ. Cái nhánh mà bự như vậy á, khoảng 60 đồng một nhánh thôi. Bự như vậy. Nhưng mà cô chú về phải bỏ chậu nha. Dạ. Trái nó ăn cũng đỡ ghiền chị. Ăn đỡ ghiền nó dễ trồng thôi, nhưng mà nếu mà trồng một cái loại mận ngon xuống đất thì không nên trồng. Đấy, này nó nhẹ, nó xốp. Mấy cái loại mãng cầu 5 galon này bán nhiêu cây đây? 50 đồng. 50 đồng cây, mọi người đủ loại hết hả? Đủ loại, có thể trồng xuống đất được liền. Nó bự, cũng có cây bự. À, mùa này á, em nói thiệt, ví dụ như ở Cali thì mình có thể trồng được nhiều loại. Nhưng mà ở tiểu bang lạnh á, thì cái á, mọi người á, cần lưu ý khi trồng cây. Có những cái mình nên trồng, có những cái mình không nên mua mùa này. Đó. Đây. Khế. Khế chua thì vẫn 40 đồng. Cây to xum xê. Mấy cái xoài này á là 100 đồng. Xoài này cũng dễ đậu trái lắm. Năm đốt mai, tất cả những loại xoài Thái tuần này là 160 đồng. Cây lớn không phải cây nhỏ. Đây, những cái cây xoài Thái này 160 đồng. Chậu nguyên thủy của nó, cô chú anh chị sang chậu 25 gallon. Đó, gốc to này, thấy không? Chị sang chậu 25 gallon mới, tại chị hết rồi, hết chỗ rồi, chị không có sang thôi. Nếu mà bán không được là chị sang hết luôn á. Rồi mận Ấn Độ trong này 150, 120 một cây tùy theo cây. Loại mận Ấn Độ. Yeah. Củ ngải bún, củ bình tinh 10 đồng. À, cái này Ruby Thái nè, Ruby Thái ghép 60 đồng.
60 đồng một cây. Đó, 60 đồng mình cũng đã có một cái cây ổi ngon rồi. Đây, mận. Mận chỉ còn nhiều lắm. Ở trong này các loại xoài, có xoài tượng Việt Nam. Đây, những cái loại này là xoài tượng Việt Nam nè, 70 đồng. Xoài cát Hòa Lộc cũng có nha, xoài Đài Loan cũng có nha. Xoài tượng Đài Loan cũng có, xoài cát Hòa Lộc. Rồi các loại xoài ở trong này là 70 đồng. Mấy cái gốc này là cô chú anh chị phải về thay chậu. Đây là những cái cây sabuche. Không, sabuche này trong này nó nhiều loại, có silagut, morena, tùm lum tà la ở trong này. 15 gallon, 17 anh này là 150. Dạ. Đó. Lá cô đó không có bán nữa. Dạ, để qua năm mới bán. Đó, mận chị cũng còn nhiều. Nó tùy theo cây, nói chung là những cái mận hồng sáu chăng lớn như vậy á, chị chỉ bán từ 150 tới 200 tùy theo cây. Dạ, chị đang thay chậu hết rồi. Chị thay bán. Còn ở đâu nhiều vậy trời, bữa bán hết rồi mà. Cái này size lớn, cái này size 15 gallon 70 đồng. 15 gallon nó đang có bông có trái luôn. Sabuche Cần Thơ 80 đồng. 80 đồng cây. Dạ. Sabuche Cần Thơ cũng đẹp mà. Mấy này về thay chậu. Cây sum xê lắm mà loại này dễ. Còn mận này mận gì vậy chị? Mận này cũng là mận Ấn Độ nè. Cây đẹp ha. Chị thích mận Ấn Độ lắm. Nó chắc, ngọt, thơm. Ổi Thái. Ổi Thái, ổi mật thủy đào. 40 đồng một cây. 40. Nữ hoàng hết rồi hả? Nữ hoàng chắc cũng kiếm được cũng một vài cây thôi chứ không có đâu, không có nhiều đâu. Đó, 40 đồng. Gỗ mà nó tê tui vậy. Nó bị cào cào ăn á. Ăn chuỗi lá luôn á. Này xả gì chị? Xả. Thiếu nước này. Đây nè, buttercup nè, cũng có cây con trái nè. Nhiều cây có trái gì vậy? 160 hả? 160 mà. Này đẹp rồi, này. Có trái. Yeah. Nay bung mầm bung trời. Buttercup. Đúng rồi, mùa này cô chú anh chị nên dưỡng cây đi. Mình cũng vậy, mình cũng muốn dưỡng chứ mình không có muốn bán ra mùa này nữa. Tại vì có những cái mình bán ra cô chú anh chị trồng sẽ chết nên mình không có muốn bán nhiều. Thanh trà ngọt thì mấy cây à. Ở đây mình vẫn còn các loại mận này. Tâm hoa này. Đó, thấy không? Thấy xoài mà chị thay vô 25 gallon thì nó bự. Đó, 6 feet cho nó gọn sạch sẽ. Không có ảnh hưởng tới hàng xóm. Yeah. Mận nó thay cho chậu đó, trưởng đó. Giờ mình thay vô 25 gallon là để sang năm là nó có trái. Thấy hết đất. Mấy em này đang hết đất, không có thay được. Ê Châu, bữa hôm em nói hay á Châu. Cái cây cây thanh trà ngọt á. Em nói nó ra bông mà bữa đó mà em nhìn sao mà nó ra bông mà đúng ra bông thiệt nè. Dễ được không? Nó chừng nó chị chôn cái chậu xuống luôn, chị coi coi nó ra đậu trái không. Ồ, chị mà trồng được thanh trà ngọt mà mới mấy tháng mà ra trái hay lắm á. Em nhìn sao mà cái đó mà nó núm vậy mà em biết là bông luôn á. Đó, mà ra bông thiệt đi. Cái bông của nhà em nó cũng búp rồi, chưa búng bông như chị nha. Vậy hả? Cái này mà ăn ngon xong rồi bán lên giá. Trời ơi. Nó độc lạ quý hiếm, cái này cũng thuộc hàng độc lạ quý hiếm. Quý hiếm mà đâu có ai có đâu, đâu có ai bán đâu, có mình bán hả? À. Thanh trà ngọt ngon lắm bộ. Cái này để ghép thái bì vô được nè, nó khỏi nè. Thôi giờ chị không trồng thái vô bì đâu, thà thì chị trồng thái vuông. Chị nói thiệt. Tổng quá à. Ừ. Quá trời xoài luôn. Mấy chị đòi xoài năm lục mai nhưng mà nói thì chị vẫn nói chứ đâu phải. Yeah. Yeah. Ok, có này nè. Tầng này cái hàng này khách thích lắm. Hàng này hàng siêu tầm. Nho thân gỗ. Cái loại này trái to lắm nè Châu. Crimbo hả? Ừ. Crimbo Chabatica bà mọi người, lá nó lớn lắm nhỉ. Yeah, trái to mà ăn ngon lắm, ngọt thơm. Đó, mấy 1.200 một cây, mà nếu mua 2 cây thì 1.100 một cây.
Đâu có bông hết rồi nè. Này nhìn nè Châu, bông nè. Cái này nó đã có trái năm thứ hai rồi. Đó, mấy này nè. Ồ mấy cái còn đóng luôn. Ừ. Cái này có bông, cây này có bông chưa? Cây nào cũng có bông hết rồi. Cây nào cũng có nụ có bông hết rồi. Em nhìn kỹ sẽ thấy đây nè, ở dưới này nè, đây nè. Dưới nè. Trái nó ăn đã lắm hả chị? Ừ, trái đã to lắm. Còn mấy cây thì bố chị mấy cây vậy? No, ngày mai có nữa, tại chị thích cái này. Khách nó siêu tầm cái hàng này cũng nhiều lắm. Tại cái loại này trái nó lớn. No, no. Mấy cái ổi này là ổi Ruby Đài Loan này. Ruby Đài Loan. Cây dáng đẹp quá vậy. Để em chốt cây đi, để em để dành tiền mua em hết tiền. Đây này, đây này, Châu này, nhìn này, bông này. Bông nè. Cái này đáng để chơi lắm chị nói thiệt. Hình như em chưa có cái loại kỳ cục này. Bên nhà bên kia chị có cây nho đen mà bây giờ chị đào cây nho đen lên thì chị trồng cây này xuống nè. Mua cây chứ. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng có bông hết hả chị? Cây nào cũng có bông hết. Yeah. Nè bông nè, bông trong này, trong thân này thấy không? Ồ, cái em có cây. Nè trên này nè, nhìn trên này nè. Cây nào chị thấy có trái nhiều? Cây này ví dụ như mấy cái cây này này nó nằm ở ngoài nắng thì nó sẽ có bông nhiều. Nè. Bông cục này thấy không? Hình gỗ cũng chơi nhưng nó có là một nghệ thuật nữa nha. Ừ, nó nằm ngoài nắng là nó sẽ này, nhìn thấy không? Quá trời bông luôn. Cái này đúng là Grimo á chị, lá nó lớn. Lá nó lớn, trái nó lớn. Yeah, chị đã ăn hái trái. Đỏ nha mọi người, cái này Grimo Japonica bà một loại quý hiếm nha. Yeah, trái bự lắm. Đầu ra đẹp quá. Mà cái hột nhỏ xíu à, cái vỏ mỏng mỏng thiệt là mỏng, còn cái loại đỏ kia cái trái nó nhỏ. Yeah. Chốt cây đi, cây nào có tiền rồi mình đem về. Cho Thiếu đó, để mai mốt lên Facebook kể. Chị cho Thiếu á. quên, cầm cái máy quay đi, có cái hộp của cái cô Liên Tạ để làm từ thiện, cái nào ra cái đó đi cho em cầm tiền người ta, em cũng không có bất an chị. Tiền của em thì em cầm được, tiền của người ta cầm phải cái trách nhiệm nha. Hai chị Liên Tạ thì bữa chị ủng hộ 100 đồng làm từ thiện cho mấy trẻ em nghèo ở Việt Nam á, với lại giúp cơm người nghèo mỗi tuần của chị Kim á, thì em bỏ giùm chị nè. Dạ cảm ơn chị. Từ thiện của chị. Để em coi, em không bán được nhiều cây mà cũng bỏ của em luôn. Em cũng ủng hộ 40 phần cơm. Phần cơm của em. Rồi với chăm của chị nè. Dạ cảm ơn chị. Ngày mai chị sẽ làm cơm ngày 15 tháng 10 chị sẽ phát cơm. Rồi tới khoảng ngày 28, 29 là chị sẽ đi thăm các bé mồ côi. Mấy cái chuyện từ thiện là mấy chuyện nhạy cảm, đừng có nói bậy vô người. Mình nói bậy cho mình á thì mình chỉ ước nguyện là mấy người nào nói bậy cho mình thì cái nghiệp của mình mấy người đó gánh giùm nha. Yeah. Nếu mà mình không có làm á thì cái nghiệp của mấy người đó mình gánh giùm nha. Mình là rất là công bằng, cái con người của mình á là không có nói bậy nói bạ, rất là yeah. Straightforward, thẳng nha. Con trai phải ra con trai nha, chứ con trai đừng có công công quẹo quẹo chơi đánh úp nha. Yeah. Ok. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ cái công việc nấu cơm từ thiện hay là đi thăm các trẻ mồ côi. Dù là bị nói qua nói lại nói nhiều lắm nhưng mà cô chú vẫn tin tưởng mình. Và thật sự ra thì khi mà bị nói nhiều thì có những người ta cũng đi về tới Việt Nam, người ta điều tra. Người ta về hay là người ta kêu con cháu người ta tới đó coi có phải là cái đúng cái ngày cái giờ đó không, và có phải là mình phát hay không, nên người ta mới làm với mình lâu dài. Mặc dù làm không phải là nhiều, nó chỉ là một lần đó, là có những người là 20 đồng, 20 phần cơm mỗi tháng đều như vậy, chích cái tiền đều à, mỗi tuần của cơm chứ không phải là mình làm lên một đợt rồi thôi mình ngưng, còn mình là mình làm liên tục. Nhưng nhiều người nói ủa sao không tự làm đi, làm giống như là làm đừng nói, cái đó đâu có đúng. Tại vì nếu mà chị giàu, chị là triệu phú, chị là tỷ phú,
nhiều khi tỷ phú triệu phú chị rút ra chị làm một hồi cũng mà hết. Mấy người mắc cười ghê, mấy người nói em bán cây làm từ thiện, nó em lấy tiền nó bỏ túi với từ thiện, trời ơi ác thì cái khẩu nghiệp ghê luôn á. Em nói thôi em mấy người muốn nói dạ nói. Thì ok, cái chuyện là chuyện của người ta mà người ta nói thì lâu lâu mình cũng bị ức chế thì mình cũng lên mình giống như chị mình nói đi. Cái em giao tiền cho chị đó, chị có cái transaction có picture rõ ràng mà chị nhớ không đó, mà chị gửi tiền về chị con em cũng thấy mà. Chị muốn này chị có thể chị để lên cho mọi người thấy là mỗi tuần mỗi lần chị gửi về bao nhiêu, nếu như mà mọi người yêu cầu mà ngộ cái người người ta góp người ta không có yêu cầu mà dạ, cái người không góp á thì người ta lại hay nói cái người mà không có góp á thì hả, xong người khác làm từ thiện thì chưa thấy em làm từ thiện, em làm từ thiện bao nhiêu, ủa mất mới của mình, chị làm từ thiện chưa, chị làm được bao nhiêu trước khi chị nói dạ, thì đó thì ok, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Ê, quay cái phía trước nữa kìa. Ok mình nói sơ sơ, mùa này là bắt đầu mình bán những cái hạt giống mà để cho mùa đông. Uh-huh. Mùa đông thì mình trồng được những cái loại cải, hành với lại tỏi. Yeah. Thì bắt đầu tháng này là cô chú anh chị có thể gieo những cái loại cải này, những cái loại tỏi này, súp lơ, cải bắp đồ này kia, hay là ngò. Yeah. ngò dí thì mình trồng được, thì mùa nào thì mình giới thiệu mùa đó. Yeah. Nhà đôi khi mùa đông thì cô chú anh chị sẽ buồn không biết trồng cái gì, mình trồng những cái loại khác thì không có đúng, thì mình chỉ giới thiệu thôi tại hạt giống mình không có nhiều. Yeah. Đó thì mấy cái này thì mình có thể mình mua cây thì mình ship chung. Yeah. Hoặc là tới đây pick up thì đều có. Rồi mình cũng có thêm bán thêm những cái thực phẩm mà hỗ trợ cho cây. Canxi bo thì không có còn số lượng nhiều. Cái giữa này nó siêu ra hoa nè, kích mầm kích hoa nè. Cái nào phân nào cái sinh giữa mạnh nó ra hoa nhanh dữ lắm nha. Cái này á là bắt đầu mình xài cho những cái lan, những cái bông mà chuẩn bị cho Tết. Đó thì chị bán cái này 10 đồng một hũ. Cái này là Arthonic, là kích mầm kích rễ. Còn cái kia là thuốc trừ sâu bệnh. Cái này. Yeah. Canxi bo cái hũ kia đâu? Canxi bo cũng không có còn nhiều, chị cắt bớt đi rồi. Bữa em chưa lấy canxi bo. Ok. Chút nữa lấy đi. Đó, thì với lại canxi bo là bổ sung canxi cho cây cứng cáp mọi cái. Dạ. Chống bụng trái nha. Chậu thì chị vẫn sale như vậy, 25 gallon 8 đồng, 15 gallon cao 2 đồng rưỡi. 35 gallon 20. 15 lùng 3 đồng rưỡi. 10 gallon thì 3 đồng. 5 gallon, 3 gallon 1 đồng. 2 gallon vuông thì 1 đồng rưỡi. Những cái loại mình mới cởi tên trên là mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 2. Chỉ riêng cái chậu 45 là mua 10 tặng 1. Tại vì cái hàng đó là mình đã sale rồi. Yeah. Yeah, cái giá mình là sát ván rồi. Không có chỗ nào rẻ hơn, nếu mà nói rẻ hơn á. Dạ thì không đúng, tại vì có thể là nói là tặng nhiều hơn nhưng thực sự giá nâng hơn lên thì cũng vậy thôi à. Dạ. Yeah. Tại giá của chị là sát ván từ đó tới giờ là mình bán là sát luôn. Rồi đế chậu chị nhiều lắm, 15 gallon. Cái này chị lấy về để chị trồng đất á. Bự quá vậy. Cái này là do thái đỏ, cái này là do thái đỏ, cái này do thái xanh. Ừ. Yeah. Thì chị cũng thích sưu tầm một số loại những cái mãng cầu. Do thái đỏ thì nó không có ngon đâu, nó có nó không có được ngọt. Nhưng mà thì cũng thích trồng nhé. Yeah. Nó cũng dễ đậu trái, nó tự đậu trái. Đất Pháp Farm thì 15 đồng, đất Happy Pháp thì 16 đồng. Đó, cái này hàng này là chuẩn bị đó, shipping đó. Đó. Thì ai mua cây mà cần ship San Diego thì Châu có thể giao. Còn muốn mua cây mà ship San Jose thì hoặc là Sacramento hay là những cái vùng lân cận phía Bắc á, thì yeah. mình sẽ gửi chị Hoa giao. Thì chị Hoa thường thường là một tuần, chị Hoa sẽ đi một lần. Yeah. Yeah. Thì tuần thứ hai tuần sau là ngày 21 chị Hoa sẽ lấy. Thì cô chú anh chị nào cần á, thì có thể gọi. Ở đây mình có củ bình tinh 20 đồng một chậu. Quá trời cây luôn nè, thấy không? Rồi 20 đồng. Cũng tinh nhiều con quá ha. Quá trời bự luôn. Rồi những cái loại mãng cầu mà trong chậu 20 gallon, 25 gallon như vậy á thì chị bán là 180 một cây. Những cái cây mãng cầu sầu riêng này đó, na sầu riêng lớn này thì 1.000. Dạ, có những cây vậy, cái này chậu bự quá ha.
Cái cây này á thì 500, nó nhỏ hơn thì 500. Đó, nè, xoài mà hai trái nốt nè, thay chậu vô một cái nó lớn. Ủa, cái trái cũng này, cái này có trái nè, cây này cũng 1.000 luôn hả chị? Ừ, uh-huh, cây đó cũng 1.000. Trái nhìn nè. Yeah. Cây này chắc có thể chị sẽ trồng xuống đất quá. Ừ, ăn chị trái cần, thử để mốt review thử. Dạ, yeah, chị cần vài cây lớn xuống đất. Dạ, yeah, bán hết rồi, không có gì nữa hết á. Không có gì để chơi phải không? Đúng rồi. Mãng cầu Úc 2, 15 gallon. Dạ. Yeah. Cây cây có trái nè. Ủa, không giờ ai hỏi có trái mà nói không có, đây cũng có. Bao nhiêu vậy? 120. Trời, giờ mau tối quá chị. Đó, còn những cái loại mãng cầu này á, thì 150, chậu 15 gallon, có ốc 2, ly xà, tùm lum tà la trong này. Dạ, yeah, đây nè. 7 gallon thì 110 đồng. Cây lớn. Gió thái đỏ này, có trái này, 150 này, chậu 15 gallon. Cây này có mấy trái luôn, cô chú anh chị nào thích thì lựa nha, lựa sớm nha. Sầu riêng này. Sầu riêng này cũng 170 một cây. Chậu 15 gallon. Cóc. Cóc chỉ còn có 2 cây thôi. Cây 2 cây này 60 đồng, cây gốc lớn này. Thấp thấp thôi gốc lớn. Cái này không có ship nha, cái gốc thôi, tại vì cái này ship nặng lắm, tiền ship 80 đồng mắc hơn tiền cây. Cái loại này là 7 gallon thì 50 đồng. Ở đây có mấy cây mãng cầu hoàng hậu. Na hoàng hậu 100 đồng chậu 15 gallon. 100 đồng chậu 15 gallon. Dạ. Yeah. Cây nữa hết. Dạ, sắp hết rồi. Chị, cái này có phải quý hiếm không? Cái mặn cẩm thạch nè chị. Ồ, lúc nó mới ra thì ai cũng nói quý hiếm đó. Mà trái nó ăn cũng ok phải không? Em ăn không có ok. Bình okay thường à? Thôi, trái nó nhỏ. À. Mà cái trái nó không phải cẩm thạch, nó màu đỏ. Màu đỏ đậm mà cái vỏ nó mỏng lắm, nó không có gì hết trơn, nó bọng bên trong. Mà cái quan trọng cái cây bự vậy nó đâu có trái đâu. Em có... thấy thường thường cái gì cẩm thạch, em chưa ăn cái cẩm thạch mà ngon hết nha chị. Trái nhỏ không ạ? À? Không, táo cẩm thạch hả, là ổi cẩm thạch hả, là ý chị nói cái trái nó nhỏ nha. Yeah, nó không có được ngon đâu. Rồi sầu riêng, sầu riêng ở đây 5 gallon thì 90 đồng, tuần này sale 90 đồng. 5 gallon sầu riêng sale 90 đồng của chú. Cây em mới ấy là ly xà đó, cây em mới đụng ly xà, có 2 cây ly xà thôi. Bên kia là sầu riêng á. Cây này nhiêu? Cây đó 170. Sabuche 400. Sabuche lớn 400 có trái. Rồi, cái cây của em chuẩn bị ăn trái có được 3 trái bởi mua cây salad cuối bự lắm. Còn mà mấy cái mãng cầu này 15 gallon sale 80 đồng. 15 gallon bông nhiều 80 hả? Dạ. Yeah. Chị cũng có nhiều quá chứ. Ai thích mấy cái cây mận lớn á mà trong chậu 25 gallon cây lớn này. 300. Lớn thiệt lớn luôn nha. Này hồng sóc trăng cũng có nè. Rồi cái này cái gì ta? Này cái gì quên rồi. Cái này phải coi lại. Ở đây chỉ có chú bò nè. Nè em kiếm chú bò phải không? Chú bò lớn nè. Lớn bằng cây này không? Bán không? 700. Đó, cây bự nè, 700. Bằng cây này không? Ở đó. Ừ, chị bán 700 đó. Bán 700 mà chị có mấy cái chú bò. Còn cây á. Chị cũng bán nữa đi chơi. Đi. Trong kia còn cây nữa kìa. À no no no, chị còn 3 cây. Chị có 3 cây. 3 cây lớn. Yeah. Nhưng mà cây này là cái tám thấp. Chị thích tám cao. Thấy không? Lùng lùng mà. Nè em chị nói em rồi, chú bò nó nhiều nhánh lắm, nó nhánh tùm lum tà la luôn. Nha. Mắc quá, không chơi đâu. Nói giỡn thôi, em chơi toàn là mận sưu tầm, em có rồi, xuống đất rồi. Yeah. Đó. Còn cây dưới, không phải chú bò, mấy này không cây chú bò hả? Cây này hả? Không phải chú bò đâu. Cây này cái gì quên rồi. Cái này cái gì quên rồi, không có dám bán. Không, nha. À. Nhưng mà thấy không? Thằng chú bò với lại thằng mận khác thì thằng chú bò 700. Chứ cái thăm mấy cái loại màu hồng sóc trăng á. Này cái hồng sóc trăng cây này nè, 300. Yeah. Cây hồng sóc trăng nó còn bự hơn nữa. Yeah. Tại vì chú bò là biết sao không? Tại nó khó trồng. Nó lâu lớn, nó ra giống không có nhiều. Nó sống rồi. Giờ làm mùa đông nó dễ chết nữa. Chị đã từng chết mấy cây nó còn bự hơn cây 700 đó. Đó. Ok. Sơ sơ vậy thôi.
cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ và xem video của hai chị em. Chúc mọi người một ngày lễ thật là vui và nhiều hạnh phúc trong cái công việc trồng cây của mình. Thích video cho Châu like, đăng ký kênh, chia sẻ nha mọi người. Nhớ ngày mai là lễ của chú anh chị, mà có dịp ghé OC hay là QL này chơi, tạt ngang qua vườn chị Kim Lê Garden ở 1308 North Stimson, thành phố là Puente, California nha mọi người. Mình cũng có nhiều loại phân đất, cô chú anh chị cần gì thì cứ gọi điện nha. Có đất Phốc Farm, rồi phân trùng quế, phân Fit Bone Meal. Và ngày mai sẽ về thêm nhiều nữa. Mai chị về thêm nhiều loại đất, nhiều loại phân. Đế chậu có hết rồi. Đế chậu là đầy đủ. Đế chậu là giờ chị nhiều nhất luôn á. Đế chậu là chị ôm quá chị nhiều luôn. Nhưng mà có một cái là chị khuyên cô chú anh chị, mùa đông ở Cali mình không nên xài đế chậu. Ôm nhiều nhiều nhưng mà vẫn nói nha. Ok, để phân tích cái này là mình là mình muốn chia sẻ nhiều hơn là mình bán. Mặc dù mình có nhiều cái đế chậu này á, mình xài ở tiểu bang lạnh mùa đông được, thì nhưng với điều kiện là cô chú anh chị phải tưới nước ít thôi. Tại vì mình giữ cái này cho nó không có bị dơ thôi, chứ không phải là mình giữ nước như mùa hè. Còn đối với ở Cali á, là bị mưa vô mùa đông. Nếu mà mình để ngoài trời mà mình xài cái đế chậu này, cây nó dễ chết lắm, tại mình là bị úng nước. Nhiều khi á, một tuần mình mưa 2-3 ngày, gọc thêm cái nước mà của cái đế chậu này nó giữ lại nữa là cây nó dễ chết. Nên là ở Cali thì em khuyên là cô chú anh chị có mua thì mua để đó thôi, chứ đừng có xài nha. Còn không mua, không á thì cứ đợi qua năm mua, cứ mất công mua rồi mình chiếm chỗ thì chết cây nữa. Ok, cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Cảm ơn chị Kim nhiều nha. Thank you, bye bye. Ok.